thưa quý vị số lượng tài khoản ngân hàng tại Mỹ đã giảm mạnh trong năm nay khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu chịu rủi ro nhiều hơn số dư tài khoản tại các ngân hàng có bảo hiểm tại Mỹ đã giảm 51 tỷ đô la Mỹ số lượng tiền gửi giảm gây khó khăn cho các ngân hàng do chính phủ quy định các ngân hàng phải tăng lượng tiền mặt nắm giữ và giảm đồng bẫy. Theo các chuyên gia, những dấu hiệu trên cho thấy khả năng lãi suất ngân hàng tại Mỹ sẽ tăng trong tương lai không xa để thu hút những người gửi tiền. Khi khủng hoảng tài chính mới xảy ra, nhiều người bỏ tiền vào ngân hàng vì các khoản đầu tư khác có quá nhiều rủi ro. Nhưng giờ đây, khi tình hình ổn định trở lại, nhiều người đã bắt đầu chuyển tiền vào các quỹ đầu tư mạo hiểm hay thị trường tiền tệ. Quý 2 vừa qua, thị trường tiền tệ đã thu hút thêm 50 tỷ đô la, tức là tăng 1,1%. Nhà đầu tư cũng ít ưa thích trái phiếu hơn mà bắt đầu chuyển hướng sang cổ phiếu. Nhưng nếu số lượng tiền gửi ít hơn, Fed sẽ phải chịu một áp lực về lãi suất. Cơ quan này đã cố gắng hạ thấp lãi suất để nhà đầu tư chấp nhận rủi ro hơn, nhưng nếu có quá ít người chịu gửi tiền trong ngân hàng thì lãi suất phải tăng. Lãi suất bắt đầu tăng kể từ khi Fed bắt đầu ra những dấu hiệu cho thấy sẽ sớm thu hẹp chương trình mua trái phiếu 85 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Bản thân Fed không tự nâng mức lãi suất mục tiêu, nhưng thị trường đã hoạt động theo cơ chế của mình.